khi mà tôi đã đánh chồng tôi nhiều lần, và có một lần thì anh ấy không thể chịu được được nữa và anh ấy cũng đánh lại tôi. Thế là chúng tôi đánh nhau và tất cả mọi người đến can ngăn. Sau cái sự việc nó qua đi, tôi mới nhận thấy rằng tại sao mình lại như thế này nhỉ? Tôi không hiểu nổi cái con người tôi tại sao lại như thế này nữa. Tôi ngồi lại, tôi suy xét lại là cái điều gì lại khiến mình trở lên như thế này, và nếu mà mình cứ như thế này thì con mình nó sẽ như thế nào. Tôi là Oanh, tôi đến từ Nam Định. Tôi đã từng là giáo viên tại một trường cao đẳng ở Hà Nội. Trước khi gặp cô Lanh, tôi hay gặp phải cái vấn đề đấy là tôi rất là hay tức giận, hay nổi nóng với con, rồi nổi nóng cả với chồng và những người xung quanh. Tức là cứ sau khi mà đi làm về mà nhìn thấy cái việc mà con không có làm như ý mình hay là chồng không làm như ý mình là tôi cảm thấy rất là tức giận. Rồi tôi quát, tôi mắng con, và thậm chí là chồng mà không làm cái điều gì đó theo ý của tôi là tôi cảm thấy rất tức. Và tôi luôn đặt câu hỏi là tại sao con mình lại như thế này? Tại sao con mình lại không nghe lời mình, không làm những cái điều không được như mình mong muốn? Tại sao chồng mình lại không như thế này, không như thế kia? Tức là luôn trong cái sự đòi hỏi. Tại sao chồng mình không hiểu mình? Tại sao chồng mình không giúp đỡ mình, không hỗ trợ mình? Mặc dù là anh ấy cũng hỗ trợ tôi rất là nhiều và cũng rất là yêu thương tôi, rất là quan tâm tôi. Thế nhưng mà mình luôn luôn trong cái trạng thái là đòi hỏi và đổ lỗi và tức giận. Và sau khi mà tham gia các cái khóa miễn phí, từ khóa miễn phí tôi tiếp cận đến với cô Lanh, thì tôi nhận ra là tất cả những cái vấn đề đó đều xuất phát từ mình, không phải là do chồng mình, không phải do con mình, bản thân mình, do là quá là đòi hỏi, luôn có đổ lỗi. Càng ngày tôi càng nhận thấy rằng mình sai rất là nhiều, và tôi nhận thấy rằng cái con đường này chính là cái con đường mình cần đi, và mình cần phải có cái sự thay đổi. Bởi vì nếu mà cái tình hình này nó cứ kéo dài thì sẽ biến chồng mình, sẽ biến con mình thành những cái con người nó cũng tức giận giống như mình. Tôi nhớ có một lần xảy ra mâu thuẫn đỉnh điểm giữa tôi và chồng tôi. Đó là khi mà tôi đã không thể kiểm soát được cái cơn tức giận của mình, thì tôi đã quát, thậm chí là tôi còn đánh cả anh ấy. Khi mà tôi đã đánh chồng tôi nhiều lần, và có một lần thì anh ấy không thể chịu được nữa và anh ấy cũng đánh lại tôi. Thế là chúng tôi đánh nhau. Sau cái sự việc nó qua đi, tôi mới nhận thấy rằng tại sao mình lại như thế này nhỉ? Tôi không hiểu nổi cái con người tôi tại sao lại như thế này nữa. Tôi ngồi lại, tôi suy xét lại là cái điều gì lại khiến mình trở lên như thế này, và nếu mà mình cứ như thế này thì con mình nó sẽ như thế nào? Con gái lớn của tôi cũng mô phỏng những cái hành vi của tôi. Đó là bạn ấy rất là hay tức giận, rất là hay quát em. Rõ ràng là mình cũng đã rất là tốt mà. Tại sao có những lúc mình lại như thế này? Tại sao mình lại không thể kiểm soát? Mặc dù sau đấy tôi đã rất là hối hận về những cái hành vi đấy. Thế và tôi đã quyết định là tham gia vào các cái khóa học của cô rất là đều. Tôi cứ học, có chương trình nào là tôi học. Rồi tôi vào Zoom, rồi tôi nghe các câu chuyện chia sẻ. Thế và tôi thực hành các cái bài tập. Thế và sau đó thì tôi bình an hơn mỗi ngày. Cho đến thời điểm này thì tôi đã bình an hơn trước rất là nhiều. Tôi đã không còn quá cầu toàn ở chồng, ở con nữa. Khi mà con không có làm như ý mình thì mình đã biết để phân tích cho con, rồi biết cách dẫn dắt con, rồi nói chuyện với con là như thế nào là đúng, như thế nào là chưa được. Và khi mà các con được phân tích, được nói chuyện như thế thì các con cảm thấy là mình được tôn trọng, và các con cũng đã tuyệt vời hơn rất là nhiều. Trước đây thì vì là một giáo viên cho nên là tôi luôn cầu toàn là con giáo viên thì phải như thế này, phải như thế kia, học là điểm phải cao. Cho nên là tôi thường xuyên là ép con là phải học như thế này để làm sao mà điểm phải rất là cao. Thế nhưng mà sau khi học cô Lanh thì tôi hiểu ra rằng còn nhiều những cái yếu tố khác nữa để mà giúp con thành công, chứ không chỉ là việc học kiến thức ở trên lớp.
Và vì thế cho nên là tôi đã rất là thả lỏng với cái việc học của con. Tôi luôn động viên khích lệ con. Mỗi khi mà con bị được cái số điểm mà chưa như con được mong muốn thì tôi luôn động viên con và tôi hỏi con rằng thế sau cái tình huống này thì con học được cái bài học gì. Và con cũng rất là bình an và con học bài học. Cái cách dẫn dắt đó thì nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là hiệu quả, không còn gây áp lực cho con nữa. Và con cũng đã tự tin hơn và con cũng đã thoải mái hơn trong cái công việc học của mình. Thế còn với chồng tôi thì tôi không còn cầu toàn quá ở chồng. Tôi nhận ra một điều rằng khi mà mình không còn quá cầu toàn ở chồng thì anh ấy cũng thoải mái hơn khi mà về nhà, không còn căng thẳng nữa. Vợ chồng tôi đã kết nối tốt hơn và lắng nghe nhau hơn. Trước kia mà chưa biết đến trí tuệ của con Anh ấy thì tôi cũng khi mà dạy học mà các bạn học sinh chưa có làm ngay hay là chưa có làm theo ý mình thì mình rất là tức giận, mình rất là khó chịu và mình hay thậm chí là quát mắng học sinh và cũng luôn đặt ra câu hỏi là tại sao Hồng mình dạy như thế, mình bỏ công sức ra mình dạy như thế mà các bạn ấy lại không hiểu được cái tâm huyết của mình. Thế nhưng mà sau khi mà biết được đến cái trí tuệ của cô Lanh thì tôi đã nhìn học sinh với một cái con mắt khác. Tôi không còn cái ánh mắt phán xét ở đấy nữa. Trong cái lúc mà tôi đi dạy ấy, có một bạn học sinh ở trong lớp, bạn ấy rất là nghịch, tức là ngồi là chỉ có là cười với lại đùa với nghịch với nói chuyện thôi. Nếu như mà tôi là con người trước kia thì tôi đã quát, đã mắng rồi, bà rồi sẽ thậm chí là đuổi bạn ấy ra khỏi cái giờ học. Thế nhưng mà sau khi được học cô Lanh thì tôi đã không còn cái ánh mắt nhìn đấy với học sinh nữa. Tôi đã nhắc con là sau cuối buổi thì con ở lại con trò chuyện với cô. Thế và tôi đã nói chuyện nhẹ nhàng với con và tôi khích lệ động viên con rằng thực ra con rất là giỏi. Thế tuy nhiên là trong một cái số cái tình huống mà con ở trong lớp các bạn đang làm như thế này mà con có những cái hành vi này hành vi kia thì nó chưa tốt cho cái việc, một là con sẽ không tập trung học được, cái thứ hai là nó sẽ ảnh hưởng đến các bạn ở trong lớp. Thế và khi mà tôi phân tích như thế với em thì bạn ấy rất là vui vẻ và bạn ấy đón nhận và bạn ấy rất là thích đi học cái môn của tôi. Khi mà được tiếp cận đến trí tuệ của cô Lanh và tôi áp dụng cái trí tuệ của cô Lanh đó vào công việc giảng dạy thì tôi thấy rất là hiệu quả và rất là nhàn, và học sinh cũng rất là thích học cái giờ học của mình. Khi mà học sinh yêu quý cô và cô thấu hiểu học sinh và luôn dạy dỗ trong cái sự là dẫn dắt, thấu hiểu và khích lệ thì các con cũng cảm thấy rất là vui, rất là thoải mái và các con tự tin thể hiện bản thân mình, không còn sợ hãi hay không còn rụt rè. Đối với các con của tôi ấy, khi mà bây giờ các bạn ấy rất là tự tin, rất là vui vẻ với mẹ, thường xuyên nói lời yêu mẹ này, rồi một câu là nói nếu cái điều gì sai là mẹ con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ không như thế nữa, con hiểu rồi. Rồi các bạn ấy nói những cái câu ngôn từ rất là trưởng thành. Và còn đối với chồng tôi thì chồng tôi chia sẻ với tôi về cái công việc mà chồng tôi hiểu tôi hơn, tức là vợ chồng nói chuyện được với nhau nhiều hơn và không còn những cái sự cãi vã nữa. Cái bài học mà tôi tâm đắc nhất khi để mà áp dụng với chồng và với các con đó là luôn quay lại về bên trong mình, luôn thấu hiểu bản thân mình. Và tất cả chồng con, những cái hành vi của chồng của con, vấn đề của chồng con thì đều là vấn đề của mình. Và khi mà có hiển lộ ra vấn đề của chồng của con thì ngay lập tức là mình quay lại mình thực hiện các cái công cụ mà trong khóa học chúng tôi được hướng dẫn. Con người tôi mà trước kia chưa học cô Lanh luôn tức giận, luôn nóng nảy, luôn bực bội, luôn rồi sợ hãi nữa. Thế nhưng mà sau khi học cô Lanh thì tôi cảm thấy bình an trước tất cả mọi việc và luôn với một cái tâm thế là đón nhận và luôn tìm giải pháp, luôn đổi khung và luôn chịu trách nhiệm 100%, luôn vui vẻ, luôn suy nghĩ tích cực, không còn những cái suy nghĩ tiêu cực nữa. Từ khi tôi được các thầy cô khai sáng trí tuệ này, tôi cảm thấy bình an hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà tôi ổn, khi tôi bình an thì chồng tôi ổn, con tôi ổn, chồng tôi vui vẻ, con tôi vui vẻ và các con được thể hiện cái
cái tài năng của mình. Các con được sống là chính mình, các con vui vẻ hơn, và chồng tôi cũng vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn. Tôi đã biết cách yêu thương bản thân mình hơn, tôi trân quý bản thân mình hơn, và tôi hiểu được rằng cái sự cho đi yêu thương là vô cùng quan trọng và cần thiết. Và tôi luôn mang tình yêu thương về nhà, trao yêu thương đến tất cả những người xung quanh, đến những người thân của tôi, với những học sinh của tôi. Và tôi, khi mà mình biết yêu thương bản thân mình thì mình mới trao đi được tình yêu thương cho chồng, cho con mình và cho những người xung quanh mình. Đấy là một điều tuyệt vời nữa mà tôi cảm nhận được sau khi mà học cô Lành.